Ngợp lắm rồi anh chị ơi, thì hiện tại á, anh Tâm quá ngợp rồi, kẹt tiền để làm ăn nên quyết định là bán căn nhà một lầu này nha anh chị. Và một điều đặc biệt á, là anh sẽ để lại hết nội thất cho anh chị bà con mình luôn. Thì nhà mình nó có diện tích là ngang 4m, dài cho 7m, xây một lầu gồm có hai phòng ngủ. Và sau đây em Trung xin mời anh chị cùng em tham quan tổng quan căn nhà của mình ạ. Dạ em Thành Trung xin mến chào anh chị, rất vui được gặp lại anh chị trên kênh Nhà Đất Bình Chánh Thành Trung. Và hôm nay á, là một ngày cuối tuần, em cũng chúc cho anh chị á, có một cái buổi cuối tuần vui vẻ bên gia đình nè, và có một cái kỳ nghỉ cuối tuần thật là thư giãn và thoải mái luôn. Thì hiện tại á, em đang đứng một trong một cái khu dân cư nè, rất là đông đúc luôn nha anh chị. Đó, thì anh chủ nhà hôm nay á, có gọi điện thoại cho em Trung, nói á, là bây giờ ảnh kẹt tiền quá trời rồi, không thể nào mà gượng lại được nữa, nên ảnh quyết định là bán gấp căn nhà của ảnh, gồm có nhà là một lầu nè, gồm có hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh luôn, và nhà của mình là nằm trong khu này luôn nha anh chị. Thì ảnh đang mong muốn bán với giá là 670 triệu và giá này còn thương lượng. Thêm một điều đặc biệt từ ảnh là ảnh sẽ để lại hết nội thất trong nhà cho anh chị mình luôn nha. Thì em mời anh chị cùng em nè tham quan tổng quan cái khu nhà. Thì khu nhà này của em là xây trên 100% đất thổ cư nè, không tranh chấp, không quy hoạch gì hết. Và bà con ở rất là đông đúc rồi, nên thì thấy nè, bà con ở rất là đông đúc rồi, mình về đây mình ở mình cũng không sợ buồn luôn. Thêm một cái nữa đó, hiện tại đang là trong mùa mưa bão nha anh chị, nhưng mà anh chị thấy nè, đường của mình là rất là sạch sẽ luôn, vì ở đây hệ thống thoát nước nè, tụi em làm rất là bài bản luôn rồi. Mỗi căn nhà mình đều có làm thêm mái che nè, nói chung là rất là tuyệt vời cho anh chị mình về đây mình ở luôn. Thì đường vào nhà mình á là đường ô tô nha anh chị, nói chung là ô tô to quá thì mình vào không được, nhưng mà ô tô con là dư sức vào luôn. Đó, ở những một khu dân trí như thế này nè, hôm nay bà con mình cũng là ban ngày thì cũng đi làm, chiều tối về thì cũng ở rất là đông đúc luôn đó. Và đây, đây là con đường vào nhà mình nha, em mời anh chị mình cũng tham quan. Đây, đây đường vào nhà mình rất là rộng rãi thông thoáng luôn nha anh chị. Dạ, và vị trí chính xác của khu nhà mình đó là ở ấp Phú Thành, xã Phước Lý nha anh chị. Từ đây á, mình chỉ di chuyển khoảng vài trăm mét thôi là mình đã ra đường lớn rồi. Và cái chợ gần đây nhất của mình đó là chợ Gò Đen nha anh chị. Ở đây tổng quan khu nhà nè, ở đây bà con ở rất là đông đúc sung túc rồi. Rồi từ đây á, mà mình di chuyển ra thành phố Hồ Chí Minh á, thì mất đâu đó tầm khoảng 20-25 phút thôi là mình đã di chuyển thẳng tới trung tâm thành phố Hồ Chí Minh luôn, theo tuyến quốc lộ 1A. Và nếu mà anh chị mình có công tác ở gần chợ Bình Chánh á, thì từ đây ra chợ Bình Chánh mất đâu đó khoảng chừng 5 km thôi, nói chung là rất là gần nha anh chị. Thì anh chủ nhà cũng đang mong muốn bán với giá là 670 triệu nhưng mà vẫn còn thương lượng trực tiếp với ảnh nữa. Và thêm một điều nữa đó là bên ảnh sẽ lo hết giấy tờ cho mình luôn, nên anh chị mình cứ yên tâm, cái giá này là sẽ còn thương lượng và không phát sinh thêm gì nữa. Rồi, và sau đây em Trung mời anh chị cùng em vào trong căn nhà để em review chi tiết căn nhà của mình nha anh chị. Thì căn nhà của mình nó có mã số là căn B6 nha anh chị. Đó, đây nằm trong khu nhà này. Một lần nữa em mời anh chị cùng tham quan tổng quan khu nhà của mình nha. Dạ, và đây là cái căn nhà mà anh chủ nhà anh Tâm á, gửi lại bán cho em nha anh chị. Đây em mời anh chị nhìn từ trên xuống dưới nè. Đó, căn này của mình là ở trên nó làm mái hiên rồi nha, có ban công đằng trước luôn. Rồi bây giờ em xin review chi tiết. Thì trước khi vào nhà nên chị thấy nè, mình đây á, đã mình đã lót gạch ngoài trước nè, rất là sạch sẽ nè. Rồi ở cái thềm vào nhà đó mình là cũng làm một tấm đá hoa cương luôn, nói chung là rất ok. Anh chị mà về đây á, thì em Trung sẽ hỗ trợ mình làm thêm một cái cầu trượt ở đây nữa để anh chị mình có thể dẫn xe ra vô ok, an toàn luôn ha anh chị ha, và dễ dàng nữa. Rồi cái lớp cửa để bảo vệ nhà mình đó là gồm có lớp cửa 4 cánh, cửa sắt kính cường lực nha anh chị. Đây, cửa sắt kính cường lực rất là chắc chắn luôn. Thì bà con ở đây á, thường là mình sử dụng là cửa sắt 4 cánh kính cường lực như thế này. Còn nếu mà anh chị mình muốn càng thêm chắc chắn nữa đó thì mình có thể là làm thêm một cái lớp cửa sắt ở ngoài để bảo vệ nữa, cửa sắt song sắt giống như căn nhà của chị số 9 đây nè. Đó, mình có thể làm thêm cái lớp cửa sắt đó nữa thì rất là ok, tuyệt vời luôn. Rồi, em mời anh chị cùng em di chuyển vào trong tí xíu để mình tham quan. Và đây là cái căn phòng khách của mình. Đó, đây anh chị thấy nè, ảnh có một cái bộ ghế sofa ở đây nè, rất là ok luôn. Ở đây anh chị mình hàng ngày đi về là mình có thể là để uống trà nè, rồi mình có thể là để tivi bên cái vách bên đây để mình vừa ngồi uống trà vừa coi tivi, sum họp với ba gia đình, hoặc là mình có bạn bè mình cũng có nơi để mời bạn bè ngồi thì rất ok rồi. Thì một cái điểm đặc biệt của căn nhà này mà em rất là thích đó là mình trang trí nè, decor căn nhà rất là đẹp luôn, tranh ảnh xung quanh rồi này kia nè. Rồi để ngăn cách phòng khách với phòng bếp á, thì mình ở đây là mình có một cái vách nè, anh chị thấy nè, mình có để những cái mình có khoét những cái lỗ như thế này nè để mình trang trí chậu kiện, chậu hoa, rồi mình treo tranh lên rất là ok luôn. Và thêm một điều nữa là anh chị thấy nè, trên trần của mình nè là cái hệ thống đèn led nè, rất là đẹp luôn, và có một cái bộ đèn chùm nhìn rất là sang nha anh chị. Thì toàn bộ hệ thống nhà mình đó là đèn led hết nên mình rất là tiết kiệm điện luôn và rất là sáng. Rồi cái trần nhà cũng rất là cao nữa nên anh chị mình ở đây rất là thông thoáng nha anh chị. Đó, rồi cái điều mà lúc nào em cũng thích
khi mà bước vào nhà là trên tường mình đó lót gạch lên rất là cao nè anh chị, nó gạch này cao lên 1,5 m nha, đó, rất là đẹp luôn, xuyên suốt nhà luôn, rất là sạch sẽ. Anh chị mình có dẫn xe ra vô phải không, cạ lên tường mình cũng rất là dễ vệ sinh nè, rồi có con nhỏ mà chơi đùa rồi vẽ lên tường này kia đó mình cũng vệ sinh được rất là ok luôn. Rồi tiến sâu hơn vào căn nhà tí xíu á, thì anh chị thấy ở đây á, mình có một cái bộ bàn ăn 4 ghế dành cho gia đình nhỏ nhỏ sinh hoạt buổi chiều, về chiều á mà đi làm về á, mà về ngay chính ngôi nhà của mình nè, là thấy rất là ok tuyệt vời rồi. Thêm một điều nữa đó là ngồi ăn mâm cơm, ngồi trong nhà mình ăn một mâm cơm sum họp gia đình thì em nói anh chị rất tuyệt vời luôn, không đâu mà tìm được cái cảm giác đó hết đó. Anh chị mình ở trọ nhiều năm rồi á mà tích lũy được ít tiền á, thì em nghĩ là nên mua một căn nhà riêng như thế này để mình có cái nơi mà về đúng là căn nhà của mình á, thì nó sẽ an tâm hơn nha anh chị ha. Rồi bên phía tay trái của em Trung, đây là mình có một cái tủ bếp nè, nó một cái không gian bếp, chứ lộn, không gian bếp của mình ha, nó bé bé xinh xinh vừa đủ mình sử dụng luôn. Ở trên á mình có tủ bếp trên được làm bằng gỗ nè, nó rất là đẹp luôn nha anh chị, bằng gỗ rất là kiên cố và chắc chắn luôn. Ở dưới tủ bếp dưới của mình cũng được làm bằng gỗ nha, đó, cửa gỗ rất là tuyệt vời cho anh chị mình sử dụng luôn, nhìn rất là sang. Thêm một cái nữa là mặt bếp của mình á là sử dụng đá hoa cương nguyên một tấm luôn, chắc chắn cho anh chị mình sử dụng. Thì cái tấm đá hoa cương này á, anh chị mình chiên xào nấu nướng chặt thịt chặt cá gì đó rầm lên mình cũng không sợ bể cái mặt nữa, tại vì cái này nó chịu lực rất là tốt luôn. Ở đây mình có một cái bồn inox 6 tấc, nó rộng rãi luôn. Đó, đây em thử nước cho anh chị thấy không, nước rất là mạnh luôn nha. À, nước ở đây mình xài á, là nước thủy cục luôn, và điện là điện của nhà nước luôn, nên chị cứ yên tâm, mình sẽ không xài nước giếng đâu, anh chị mình khỏi lo ha. Thì cái tường bếp ở đây á nó chưa được lót gạch hoặc là lót kiến gì hết á, nên anh chị mình về có về đây ở á, thì em Trung á sẽ hỗ trợ mình ha, lót những tấm PVC vân đá lên trên đây nè, nó cho nó đẹp đẽ luôn, để cho khi mà anh chị mình có nấu nướng á, có văng dầu mỡ lên tường á, mình cũng rất dễ dàng lau chùi luôn. Thì khi nào anh chị về đi cứ nói anh Trung sẽ làm cho mình cái PVC đó. Rồi phía cuối nhà đây thì anh em mình có một cái nhà vệ sinh, đó có các trang thiết bị vệ sinh cho gia đình mình sử dụng rất ok luôn nha anh chị. Gạch thì lót lên rất là cao rồi, và gạch cũng kiểu cọ rất là đẹp luôn nha anh chị, thiết bị vệ sinh đầy đủ nè. Ở dưới nền cũng lót gạch nữa nè, cho anh chị mình nói chung là dễ dàng lau chùi sạch sẽ nè, và đi nó không trơn trượt nữa. Cửa nhà vệ sinh của mình đó được làm bằng cửa nhôm nè, kính mờ có bông nữa, rất là đẹp, anh chị mình xài nó vừa riêng tư vừa kín đáo luôn. Rồi và sau đây em Trung xin mời anh chị cùng em di chuyển lên trên để mình coi tầng 1 của nhà mình đó, có phòng ngủ đẹp như thế nào ha. Thì muốn lên trên mình phải đi qua cầu thang, thì cầu thang ở đây á cũng như những cầu thang trước em review ha, và nó rất là kiên cố luôn. Cầu thang mình được làm bằng sắt nè, nguyên một trụ luôn nè, rất là chắc chắn luôn. Tay vịn thành cầu sang cũng bằng sắt nè, chắc chắn cho anh chị mình dễ sử dụng luôn. Rồi mặt cầu thang của mình á là được sử dụng đá hoa cương nè, anh chị mình lên rất là mát chân luôn. Và cái mặt cầu sang rất là to, rất là dễ đi luôn. Và cái nhà của mình cũng có bề ngang nữa, nên mình đi có độ lài rất là lài nè, người lớn trẻ nhỏ đi lên cũng được luôn. Kèm theo đó ở đây nè, có một bức tranh nè, đi lên đi xuống nhìn rất là tươi, rất là sáng luôn anh chị ha. Rồi em mời anh chị cùng em thi diễn lên tầng 1 của nhà mình nè. Dạ và rồi, ở đây là không gian tầng 1 của mình. Thì tầng 1 của mình thiết kế gồm có 2 phòng ngủ nha anh chị. Cửa phòng là cửa nhôm nè, kính mờ nè, cửa nhôm Simfa rất là dày, rất là chắc chắn luôn. Đó, đây là không gian tầng 1 nè, anh chị thấy không? Căn phòng rất là rộng rãi luôn, phòng này 2 người ở là dư sức luôn nha. Ở dưới lót gạch cũng sạch sẽ nè. Rồi kèm theo đó ở bên hông mình có cửa sổ nè, đó anh chị mình có thể thấu ra thấu khí luôn. Trần thì rất là cao này nè, anh chị thấy rất là cao so với em Trung luôn, nên anh chị mình ở đây mình rất là yên tâm, lúc nào cũng thoáng mấy cái trơn á, trần cao mà nhà rất là cao nữa. Và em mời anh chị cùng em tham quan phòng ngủ thứ hai. Đây phòng ngủ thứ hai, cửa cũng là cửa nhôm kính mờ luôn, ở đây thì nó tuyệt vời hơn nữa nè. Mình có một cái không gian cũng rộng rãi nè, hai vợ chồng ở rất cực kỳ ok luôn. Thêm vào đó là mình có cửa để thông ra ban công. Đây, em mời anh chị cùng em tham quan cái ban công của mình nha. Đó, ban công rất là tuyệt vời luôn. Thì ban công của mình là thành ban công là bằng sắt nè, rồi mặt ban công cũng bằng sắt nè. Mình ở đây thì giữa khu dân cư rồi, anh chị thấy nè, bà con ở rất là đông đúc luôn, phơi đồ rất là nhiều luôn nha anh chị. Ở đây mình về mình sẽ không sợ buồn đâu. Dạ em Trung cảm ơn anh chị nãy giờ đã bỏ tí thời gian ra để xem em review hết căn nhà. Và bây giờ em xin điểm lại một tí thông tin của nhà mình nha. Thì nhà mình nó có diện tích là ngang 4 m, dài cho 7 m, xây một lầu gồm có 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh. Và nhà của mình xây trên 100% đất thổ cư nè, không tranh chấp, không quy hoạch gì hết luôn, sở hữu vĩnh viễn, ở lâu dài bình thường luôn nha anh chị, ở lâu dài luôn, không sợ bất cứ vấn đề gì hết. Điểm thứ hai là nhà mình tặng hết tất cả nội thất trong nhà luôn nha anh chị, và giá chỉ đúng 670 triệu, không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào hết, và còn thương lượng trực tiếp
với chủ nhà luôn, giấy tờ chủ nhà sẽ lo luôn đó. Và hiện tại chủ nhà đang rất là ngợp nha anh chị, nên nếu mà anh chị mình cảm thấy căn nhà này đẹp á, mình có thể là xuống đây sớm để gặp trực tiếp với chủ nhà, thương lượng giá cả, có thể là anh sẽ bớt cho mình với một cái giá rất là ưu đãi cho gia đình mình luôn ạ. Thì nhà mình á nằm ở ấp Phú Thành, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, rất là gần chợ Gò Đen, gần nhất là chợ Gò Đen luôn. Từ đây di chuyển ra chợ Gò Đen đâu đó chỉ khoảng là 5 phút đi xe máy thôi, và mình di chuyển ra quốc lộ 1A cũng như là mình lên thành phố Hồ Chí Minh á, thì từ đây á mình lên trung tâm thành phố Hồ Chí Minh á thì đâu đó mất khoảng 20 tới 25 phút chạy xe máy đi theo thẳng tuyến quốc lộ 1A luôn đó. Rồi nếu mà anh chị cảm thấy căn nhà này giá phù hợp nè ha, mẫu nhà đẹp nè, thì hãy liên hệ với em Trung để mình có thể đi xem nhà trực tiếp luôn. Còn nếu mà anh chị thấy giá này chưa phù hợp á thì hãy liên hệ với em để tham khảo những căn nhà khác, tại vì bên em Trung có rất là nhiều nhà luôn, từ rất là mức giá, có rất là nhiều giá rẻ ở nhiều mức giá khác nhau, như là 380 triệu nè, 390 triệu, 400 triệu, 420 triệu đổ lên, bên em Trung đều có hết, để cho anh chị mình có thể là có nhà để chọn lựa luôn ha. Dạ, và rồi em Trung xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo ạ.